đề cho chúng ta như sau. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất thì cơ năng của vật là V1. Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai thì cơ năng của vật là V2, và biết V2 này bằng 4 lần V1. Hỏi là khi tham gia đồng thời hai dao động thì cơ năng của vật là bao nhiêu? Đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D. Như vậy thì chúng ta thấy thế này, hai dao động này là cùng pha đúng không các em? Cùng pha. Nếu mà dao động cùng pha thì đầu tiên thì chúng ta có được biên độ dao động tổng hợp A1. Nó sẽ bằng A1 cộng A2 đúng không? Hai dao động thành phần A1, A2 cùng pha thì A tổng hợp nó bằng A1 cộng A2. Ở đây chúng ta mới bắt đầu khai thác các yếu tố tiếp theo của đề. Đó là nếu mà chỉ dao động với cái dao động thứ nhất thì có cái cơ năng là V1, thì chúng ta có công thức tính cơ năng đúng không? V1 thì sẽ bằng 1/2. 1/2 KA bình phương đúng không? Ở đây đương nhiên là A1 bình phương. Nếu mà chỉ tham gia có cái dao động 2 thôi thì chúng ta sẽ có V2 thì sẽ bằng là 1/2 K A2 bình phương đúng không? Rồi. Và đề cho chúng ta cái dữ kiện đó là V2 sẽ bằng 4 lần V1. Và ở đây nếu mà chúng ta lập tỷ số lấy V2 chia cho V1 thì chúng ta dễ dàng thấy được là chúng ta sẽ thu được cái một cái biểu thức như sau. Đó là chúng ta sẽ có được A2 bình phương đúng không? Dễ dàng thấy được cái điều này sẽ bằng 4 lần A1 bình phương. Đấy. Thì cái điều này chúng ta sẽ suy ra được đó là A2. Biên độ thì không có âm nha các em, biên độ thì không có âm. Cho nên chúng ta sẽ có A2 thì nó sẽ bằng 2 lần A1 đúng không? 2 lần A1. Rồi. Thì chúng ta đem cái mối liên hệ của A2 và A1 chúng ta gắp vào trong cái biên độ A tổng hợp thì chúng ta sẽ có A nó bằng A1 đúng không? A1 cộng với A2, cộng với A2 tức là cộng với 2 lần A1 đúng không? 2 lần A1. Chúng ta sẽ thu được là A nó sẽ bằng là 3 lần A1 đúng không? 3 lần A1. 3 lần A1. Như vậy đề hỏi là khi tham gia đồng thời hai dao động thì cơ năng là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ có cơ năng của vật lúc này là V kép nó sẽ bằng là 1/2 K A bình phương đúng không? A bình phương. Thì chúng ta triển khai cái ý này vào đây thì chúng ta sẽ được như sau. Đó là 1/2 K A bình phương thì bằng 3 lần A1, do đó dễ dàng chúng ta được thấy ở đây là A1 bình phương nhân cho 3 bình phương. 3 bình phương tức là 9 đúng không? 9. Do đó thì chúng ta sẽ có được là V kép nó sẽ bằng 9 lần V kép 1 đúng không? 9 lần V kép 1. Và đây chính là cái đáp án cuối cùng chúng ta thu được. Rồi, do đó chúng ta sẽ chọn câu D đúng không các em? Rồi, đó là cái hướng giải quyết của câu 21.